Thưa quý vị, thưa các bạn, huyện đảo Phú Quốc không chỉ có tiềm năng phát triển du lịch mà còn có nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng như hạt tiêu, nước mắm, vân vân. Hiện Phú Quốc là địa phương trồng tiêu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với gần 500 hecta, sản lượng 1.000 tấn một năm. Đặc biệt, thương hiệu nước mắm Phú Quốc là một trong số hiếm hoi các sản phẩm của Việt Nam được công nhận và bảo hộ xuất xứ địa lý cả ở trong nước và trên thị trường 28 nước EU. Theo đánh giá của các chuyên gia, với thương hiệu được gây dựng và khẳng định hơn 200 năm, nước mắm Phú Quốc đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Sau khi được EU bảo hộ cấp giấy chứng nhận xuất xứ PDO, nước mắm Phú Quốc xuất khẩu sang EU đã tăng mạnh chiếm khoảng 10 đến 12% tổng sản lượng nước mắm của huyện đảo này. Chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc cho biết, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất nước mắm vẫn giữ được nghề bằng sản xuất thủ công độc đáo. Ví như cơ sở Thanh Quốc, tính đến nay có 3 thế hệ với hơn 100 năm theo nghề truyền thống tại huyện đảo Phú Quốc. Trước đây, làm chỉ để bán sang Campuchia và các nước lân cận, thì nay đã mở rộng thị trường ra khắp EU, Mỹ, Nhật, Australia và nhiều nước khác trên thế giới. Truyền thống, chất lượng nên loại nước mắm này hay bị mượn danh. Trên thị trường quốc tế có nước mắm Phú Quốc Made in Thái Lan hay Hồng Kông. Còn tại thị trường trong nước cũng có đủ loại Phú Quốc trong tên gọi nước mắm. Những cái doanh nghiệp họ lạm dụng với cái từ Phú Quốc trên nhãn hàng hóa của doanh nghiệp, họ lợi dụng với trường hợp ví dụ như họ để là nước mắm cốt cá cơm Phú Quốc, hoặc họ để là nước mắm nhĩ cá cơm Phú Quốc, để họ lạm dụng cái chữ Phú Quốc trên nhãn hàng hóa để làm cho người tiêu dùng ngộ nhận rằng cái sản phẩm này là sản phẩm của xuất xứ từ nước mắm Phú Quốc, nhưng mà thật sự cái đó là sai về cái chỉ dẫn địa lý cho một sản phẩm. Để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, các doanh nghiệp cơ sở nước mắm tại đây phải tuân thủ nhiều điều kiện tiêu chuẩn khắt khe. Nguyên liệu 100% là cá cơm được đánh bắt tại vùng biển Phú Quốc. Các công đoạn từ ngâm, ủ, trưng cất cho đến đóng chai phải thực hiện tại huyện đảo này được giám sát chặt chẽ bởi các tổ chức kiểm định đánh giá độc lập trong nước và quốc tế. Khi mà người tiêu dùng lựa chọn sai nước mắm Phú Quốc không được bảo hộ thì chất lượng nó sẽ không được tương xứng với những số tiền mà họ bỏ ra. Trong khi đó, nước mắm Phú Quốc được bảo hộ, họ tuân thủ một quy trình sản xuất rất là nghiêm ngặt từ khâu đánh bắt cho đến dụng cụ ủ chợp, và toàn bộ quá trình chợp được kiểm soát chặt chẽ. Và khi cái sản phẩm được đưa ra thị trường thì nó đã đảm bảo được cái tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm và cũng như là cái quy định về sử dụng cái quyền sử dụng nhãn hiệu. Với khoảng 100 doanh nghiệp cơ sở sản xuất, hàng năm huyện đảo Phú Quốc cung ứng ra thị trường 30 triệu lít nước mắm, doanh thu hơn 600 tỷ đồng. Hiện có khoảng 70 cơ sở doanh nghiệp sản xuất nước mắm tại Phú Quốc được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trong đó có 11 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống được dán tem truy xuất nguồn gốc, cũng như được cấp logo đăng ký bảo hộ trong nước và logo bảo hộ của EU. Tuy nhiên, những chứng nhận này chưa thể bảo vệ nước mắm Phú Quốc khỏi bị lạm dụng nhãn hiệu. Thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là phải tự bảo vệ mình, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, phát hiện các hành vi xâm phạm, thông báo cho các cơ quan chức năng. Cụ thể ở đây là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa Công nghệ Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, hoặc thông qua Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, và kể cả cơ quan an ninh của chúng ta cũng có chức năng phối hợp để thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách chính đáng, bảo hộ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Và thứ hai, chúng ta phải tự quảng bá, giới thiệu về chất lượng của mình cũng như là cái uy tín của mình thông qua quá trình đảm bảo cái quy trình sản xuất và được xác nhận một cách chính thống của cơ quan quản lý nhà nước. Du lịch Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ, phần nhiều du khách đều muốn được tận mắt chứng kiến quy trình làm ra loại nước mắm nổi tiếng. Qua đó, cơ hội thị trường của sản phẩm này cũng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, cơ hội cũng đặt ra yêu cầu người làm nước mắm phải tự bảo vệ mình trước những mặt trái của thị trường. Bên cạnh đó, loại nước mắm này cũng rất cần được các cơ quan chức năng bảo vệ khỏi tình trạng lạm dụng nhãn hiệu đang ngày càng gia tăng trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.